Chủ Niên, đến đón Chủ Niên, a ha niềm vui bao la. Dù đường xa xôi, nước núi băng đồi, Chủ Niên về đây sum vầy. Tinh tăng tinh tăng tinh hát hòa ngàn lòng người, bao đàn em cười vang trong một tình nồng nàn. Chủ Niên hân hoan, anh em bên nhau, tình làm ngất say, rồi cầm tay mà mừng Chủ Niên, hát đón Chủ Niên, reo lên đời làm vui thay. Nhịp đàn hòa vang, tiếng hát miên man, Chủ Niên tìm đưa nhau về. Về mừng Chủ Niên, đến đón Chủ Niên, a ha niềm vui bao la. Dù đường xa xôi, lưng núi băng đồi, Chủ Niên về đây xuân vầy. Chủ Niên
mời mấy anh chị đồng bạn cùng bạn đồng an bạn quý vị và các cùng quý phụ huynh cùng an bạn mời tất cả em đàn xin trái phải quay. Thank you.
vậy, chúng con có sự đồng hành giữa ban giám hiệu và quý phụ huynh và học sinh nhà kiến thức hơn nữa. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, chúng con thật hạnh phúc khi được thọ nhận quá nhiều sự yêu thương, quan tâm, bao dung của chư tôn đức, của ban bảo trợ, của các thành viên trong đạo tràng, của tất cả các ban cùng chung tay làm thực sự. Chúng con còn được sự hướng dẫn của ban dẫn gia đình bằng tất cả.
19 huynh trưởng gồm 1 cấp tánh, 1 cấp tính, 11 huynh trưởng cấp tập, 6 huynh trưởng chưa có cấp. Trong đó, 2 huynh trưởng đã qua đại bản hành, 4 huynh trưởng đang tự học đại quyền trang, 6 huynh trưởng đã qua đại ca dục, 4 huynh trưởng đã qua đại lập viện, công học thường kỳ, 4 huynh trưởng bậc trực, 4 huynh trưởng bậc đình, 2 huynh trưởng bậc truyền, 5 huynh trưởng bậc kim. Thành phần các huynh trưởng gồm 14 thành viên được phân công như sau: 1 gia trưởng, 1 liên đoàn trưởng nữ, 1 quyền liên đoàn trưởng nam, 1 thư ký gia đình, 1 thủ quỹ. 1 đoàn trưởng gồm đoàn phó, đoàn nam phật tử, 1 phụ tá, đoàn trưởng 1 đoàn trưởng nữ phật tử, 2 phụ tá, 1 đoàn trưởng, 1 đoàn phó, đoàn thiếu nam, 1 đoàn trưởng, 1 đoàn phó, đoàn thiếu nữ, 1 đoàn trưởng, 2 đoàn phó, đoàn quân phụ nam, 1 đoàn trưởng, đoàn quân phụ nữ, 1 phụ tá, 1 đoàn trưởng, đoàn xe non, 1 phụ tá. Tổng số đoàn sinh 175 em, sinh hoạt thường xuyên từ 125 đến 140 em. Nam phật tử 20 em, nữ phật tử 30, thiếu nam 20, thiếu nữ 26 em, quan chủ nam 28, quan chủ nữ 38, xe non 13 em. Với các bậc học, hướng thiện 28 em, sơ thiện 11, trung thiện 7 em, bậc quà 41 em, bậc trực 9 em, xe non 13 em, tung bay 3 em, chân kính 22 em, cánh mềm 16 và mở mắt 25 em. Các kỳ đại lễ được công tác Phật sự của ban hướng dẫn, đại huấn luyện truyền thống, học bạn, hội thảo, đơn vị tham gia đại thi vượt bậc từ bậc mở mắt đến bậc sơ thiện do ban đại diện liên quận, quận 2, quận 9, quận Thủ Đức tổ chức. Tham dự đại thi vượt bậc trung chánh hòa trực do ban hướng dẫn tổ chức. Tham dự đại dũng, tham dự đại huấn luyện Tiết Sơn Hanuman Liên Miên 2014 do ban hướng dẫn gia đình Phật tử gia đình tổ chức. Tham dự lớp bồi dưỡng hội họa huynh trưởng ngành đồng 2014, tham dự đại học bạn ngành thanh niên miền, góp phần cúng dường thượng hạ, cúng dường pháp hội do ban hướng dẫn phát động. Lễ được tham gia họ bác quan trai hai lần trong năm do ban hướng dẫn gia đình phật tử gia đình tổ chức. Tham dự lễ nhiệm kỳ trung ương ngày 7 tháng 3 âm lịch, dự lễ nhiệm kỳ gia đình ngày 17 tháng 11 âm lịch. Tham gia văn nghệ ứng dụng Phật đản vào tối 14 tháng 4 âm lịch tại chùa Già Lan. Tham dự và ủng hộ cho pháp hội Phù Âm do ban hướng dẫn trung ương tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8 2014 tại chùa Pháp Vân. Công tác Phật sự tại gia đình và tại gia đình. Các Phật sự tại gia đình: chúc Tết Hòa Thượng Viện Chủ, thầy cố vấn giáo mạng Trương Tôn Đức tại Hữu Tự, và chúc Tết phụ huynh đoàn sinh trong dịp Tết Nguyên Đán. Tổ chức lễ tất niên và lên đoàn, lên đường cho các em đoàn sinh và tặng 34 phần quà cho đoàn sinh khó khăn mừng xuân giáp ngọ. Gia đình tổ chức lễ tất niên và hội xuân di lặc, hội vợ gánh hàng rong vào dịp Tết giáp ngọ. Trong năm qua, đơn vị có tổ chức lễ phát nguyện ba đợt cho 48 em, đồng thời gửi danh sách quy y cho 35 đoàn sinh. Ngành nữ đơn vị tổ chức đại hạnh ngày 16 tháng 3 năm 2014 tại thị xã Ngọc Lâm Đông Hải. Đơn vị tổ chức giữ xe tiếp lễ đám tang sư ông viện chủ chùa Phạm Đức
tối trong tuần, phát học bổng, cấp cánh áo lao và buổi tiệc trung niên để hỗ trợ cho những em đoàn sinh sinh hoạt chuyên cần nhưng có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích động viên các em đóng góp cúng dường, phóng sanh, từ thiện, tu tập lại chùa trong các khóa lễ tại chùa Bản Đức. Ngoài ra còn có các hoạt động thuộc phạm vi tinh thần như thăm viếng các bậc ân sư, chư tôn đức, đoàn sinh, phụ huynh khi đau ốm, đại gia đình, đại đoàn công tác từ thiện. Đơn vị tổ chức đại hè gia đình tại khu du lịch Tam Ly, Lâm Đồng. Ngành đoàn tổ chức đại dã ngoại cho các em đoàn sinh tại Thảo Cầm Viên, đoàn thanh nữ đi vị lạo và phát quà cho các em mồ côi tại chùa Thiên Linh. Ngành thanh ngành đồng đều bỏ heo để ứng dường tay tăng, tay phạm trong mùa 20 tiết hạ tại chùa Bản Đức. Về tu học, tổ chức lớp hàng miễn học tại đơn vị sinh hoạt một tháng một lần với số lượng là 2 em, tổ chức các lớp học chuyên môn sau mỗi giờ sinh hoạt cho các em thành thiếu thành thanh bắt đầu từ tháng 5 cho đến nay. Tài chánh khí mạnh, tài chánh của đơn vị do tiền gửi xe, tiền cài văn phòng và tiền do ban tổ chức đóng góp. Còn quỹ từ tháng 9 năm 2013 được 21.069.000. Tổng thu trong năm 157.095.000, tổng chi trong năm 142.497.000. Còn quỹ đến tháng 9 2014 còn 35.636.000 đồng. Sổ sách, sổ gia phả, sổ văn thư đến và đi, sổ tường trình sinh hoạt, sổ khí mảnh, sổ thu chi, sổ đi bản hộp, khí mảnh gia đình, một cờ gia đình và 6 cờ đoàn, trang phục cũ
trình sinh hoạt của gia đình Phật tử chúng mình và tinh thần sinh hoạt của đơn vị trong một năm qua. Ban những gia đình Phật tử gia đình nhận thấy rằng đơn vị Đức Minh có hoàn thành sứ mệnh của tổ chức giao phó đi đúng nội quy quy chế và đúng mục đích của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam. Trong giờ phút này, tôi long trọng nhân dân trưởng ban dẫn gia đình Phật tử gia đình, tôi long trọng thắp lên ngọn nến công nhận gia đình Phật tử Đức Minh tròn 23 tuổi đầu. Thank you.
thì chúng ta tại bộ viện thì tòa đạo tràng chứng minh. Kính thưa quý đại biểu, ta hỗ trợ quý vị phụ huynh trưởng và đoàn sinh viên phật tử chứng minh. Kính thưa toàn thể quý anh chị đại diện các đơn vị tham dự cùng toàn thể huynh trưởng và đoàn sinh viên phật tử chứng minh. Trước và trên hết, thay mặt cho toàn thể giáo viên gia đình phật tử gia đình, chúng con xin đề đầu đảnh lễ tri ân hòa thượng chư tôn thượng tọa tiền đức tăng tại bộ viện đã che chở cho anh chị em chúng con trong những thời gian qua, và ơn đức ấy chúng con nguyện khắc phục tri tâm, và chúng con cùng với gia đình phật tử đức minh sẽ xin hứa hướng dẫn các em chỉ đúng với mục đích của tổ chức áo đan. Chúng con không biết gì hơn, xin nguyện cầu người phương chư Phật gia hộ các quý thầy được pháp thể thiên an, chúng sanh dị độ. Kính thưa quý vị, ta hỗ trợ quý vị phụ huynh thật sự càng vui mừng, vì tán dưỡng chúng tôi biết rằng trong các phật sự của đơn vị đều có sự góp công góp sức của quý anh chị đã đồng hành cùng với ban huynh trưởng tiêu toàn mọi công tác phật sự tại chú xứ, và cùng với các anh chị huynh trưởng theo dõi hướng dẫn con em của mình để làm sao xứng đáng là thành viên của gia đình phật tử. Chúng tôi xin chúc cho quý vị được an lành, sáu thời an lành, gia đình luôn an lành hạnh phúc, và sẽ được những người con hiếu thảo hiếu đạo sống một nhà thật là an lành hạnh phúc. Kính thưa, 194 huynh trưởng của đoàn sinh gia đình phật tử chứng minh, trước và trên hết thay mặt cho ban hướng dẫn xin nhiều niềm tán thán, xin tinh thần sinh hoạt của đơn vị trong năm qua. Và cần nhìn qua các bản báo cáo của đơn vị thì đơn vị chứng minh đã vừa sinh hoạt hết cái tinh thần của mình rồi, thời gian công sức rồi, mà ngay cả tài chính qua các phần tổng kết tài chính và các phần sự làm được, phải nói rằng đơn vị đã nỗ lực hết sức và trân trọng từng các em ngàn đồng ở đây, các em ngàn đồng rất đông, các anh chị huynh trưởng đã hướng dẫn các em làm những công tác phần sự để các em biết cách làm việc thiện, biết cách thể hiện cái tâm hiếu đạo. Đây là cái việc mà đơn vị chứng minh chúng ta đã làm được. Trong một năm qua, đơn vị chúng ta phát triển so với năm rồi, và phải nói rằng đơn vị lớn mạnh từng ngày. Có 4 anh chị là ban chuyên án hướng dẫn mọi việc công tác hậu sự đưa về đức vị chứng minh, thì đức minh hoàn thành trách nhiệm. Đây là cái điều đáng mừng và sự phát triển trong năm qua. Kính thưa các anh chị, việc tu học sinh hoạt của gia đình phật tử tại trường kỳ đơn vị chúng ta hiện nay là 175 đoàn sinh mà chỉ có 19 huynh trưởng, thì như vậy số lượng này thì hết một số anh chị lớn, còn lại bao nhiêu huynh trưởng trẻ để mà cầm đoàn. Đây là một cái bài toán mà đòi hỏi đơn vị phải nỗ lực từ ngàn thanh cho tất cả các chị huynh trưởng phải gia công tu học, làm sao để cho đơn vị chúng ta có một cái lớp huynh kế thừa. Và trong đây năm huynh trưởng Phật viên đang học Phật viên thì hy vọng rằng năm huynh trưởng này sẽ theo
các học viên để mà tiếp tục học cái đại học huấn luyện và nguyện về cùng với các anh chị của mình trao quyền mà các em hướng dẫn các em. Vì đơn vị chúng ta càng ngày càng phát triển mình tưởng như vậy phóng như thế thì chúng ta cần phải nghiên cứu và khuyến khích tinh thần ở các đoàn thanh nam thanh nữ, tức là nam nữ phật tử nỗ lực trên lớp tu học để làm sao cùng với anh chị hộ chị hướng dẫn các em. Qua trung niên năm nay năm thứ 23, một năm chúng ta mới tổ chức một lần kỷ niệm trung niên, thì mong rằng năm sau đơn vị chúng ta sẽ bỏ thời gian nhiều hơn một chút, chuẩn bị kỹ hơn một chút để làm gì? Chuẩn bị kỹ hơn để chúng ta thấy được rằng từng đoàn sư một thì nô nức đón mừng chu niên, mà nô nức bằng hình thức này hay hình thức nọ thì một cái quyền mà quan trọng nhất trong cái ngày chu niên đó là bị yếu. Quyền này chúng ta sẽ lưu lại sức sống của đơn vị, tinh thần tình cảm của anh chị chúng ta. Mà chúng ta làm được điều đó thì chúng ta phải có thời gian, phải lên cái hoạt động chu đáo, và từng đoàn sinh một cũng thể hiện tình cảm của mình vào trong quyển kỷ yếu đó, và nó là tài sản của đơn vị. Hôm nay nhân dịp chu niên năm lần thứ 23, thay mặt cơ quan hướng dẫn xin chúc các gia trưởng, các anh chị huynh trưởng cùng toàn thể các em đoàn sinh gia đình Phật tử Đức Minh thật nhiều an lành, luôn dưới được sống dưới ánh sáng hào quang của chư Phật, và hãy thể hiện hết tinh thần của một người con hiếu đạo, của một người con hiếu thảo, và luôn mãi là làm xin gương mẫu, mãi làm con ngoan trò giỏi. Xin chúc toàn thể quý anh chị, quý liệt vị tâm nhiều sức khỏe. Nam mô Phật Di Đà Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay sẽ được trân trọng đón nhận những lời nói từ của anh, và các em sẽ xin hứa là ghi nhớ và toàn thể huynh trưởng của chư đoàn sinh gia đình Phật tử Đức Minh cho em để luôn tinh tấn trong sinh hoạt và tu học, luôn là những quyền Phật tử chân chánh trong cuộc sống để góp phần xây dựng xã hội để tinh thần mạnh khỏe. Cùng mình nữa xin trân trọng cảm ơn anh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Công ơn của thầy dành cho gia đình chúng con thật là to lớn. Tình ảnh từ hóa của từ hòa của cố đại đạo hòa thượng Viện Chủ thượng tọa Vô Úy Giáo Hạnh đại đức Vô Úy Giáo Lý và chư tôn đức đại chúng sư, chúng con vẫn luôn ghi khắc vào trong tim. Anh em chúng con lòng nhận lòng phải nỗ lực trong sinh hoạt và tu học. Hôm nay là ngày vui của toàn thể ban chủ trưởng của chư đoàn sinh gia đình Phật tử Đức Minh chúng con. Và điều này vẫn là thiên liên này mà chúng con sẽ được dũng vọng về thành và cố gắng giáo hành để lắng nghe những lời phát âm nguyên diệu của thầy. Và xin mời đoàn thầy đạo tràng chúng ta đồng khởi công chắp tay hai bên để lắng nghe những lời phát âm của thầy. Hiệu quả của các chương trình
trăm người Mỹ với cái sự kết quả của sự sinh hoạt của các em, cũng như các anh chị giáo quan bây giờ đã nhận định và đã có lời tán dương tất cả quý vị trong hướng dẫn cũng như các em học sinh và nỗ lực cố gắng để đạt được hôm nay. Và chúng tôi cũng sẽ mong rằng với cái kết quả này thì tất cả các anh chị phải cố gắng thêm, bởi vì bên cái sự vui mừng đó cũng to các anh em cảm thông thì trách nhiệm quý vị là nhiều, quý vị là cố gắng làm sao để cái hiệu quả của cái sự hướng dẫn của mình càng tốt hơn. Và cũng như qua cái lời khuyến khích của trưởng ban thì trong cái kỳ thu niên sắp tới chúng ta có sự chuẩn bị trước, tất nhiên là quý vị trong ban hướng dẫn phải có cái tổ chức cho các anh chị các trưởng cũng như các em học sinh để làm cái kỷ yếu nói lên cái tâm tư nguyện vọng tình cảm của mình đối với các sự sinh hoạt của gia đình đó để lên cái kỷ niệm mà chúng ta lấy những cái kỷ niệm đó đi vào trong cuộc đời của mình và mỗi năm họ có một sự tiến bộ hơn. Và nhân cái ngày kỷ niệm của gia đình hôm nay chúng tôi cũng xin cầu nguyện bằng đất tam bảo gia hộ cho anh chị hướng dẫn, các anh chị làm công an hướng dẫn được nhiều sức khỏe để hướng dẫn các trò của mình được kết quả tốt, và cũng như các anh chị viên hướng dẫn hướng dẫn gia trưởng được nhiều sức khỏe và có nhiều cái điều kiện tốt và cũng phương tiện hay để hướng dẫn em sinh hoạt tốt hơn. Như trước tất cả các em luôn có cái nhiều cái lớp hành từ từ để mà nghe lời giáo huấn của tất cả các bậc thầy cũng như các anh chị để mà mình trở thành con người càng tốt hơn. Cùng với những các quý vị trong cái ban bảo trợ có nhiều cái để ủng hộ cho các sự sinh hoạt của các em cũng như các anh chị phụ huynh quý vị luôn kết hợp với các quý vị anh chị trong cơ quan hướng dẫn để mà hướng dẫn con em lên tốt hơn hoặc là những trước chức viên công đức được sự viên thành và toàn thể đạo tràng được nhiều an lành vô cùng tiến từ nam mô a di đà. Và điều này cho phép toàn thể gia đình Phật tử Đức Minh chúng con, chúng tôi được đưa ngọn lửa từ tháp ánh là trên ngọn lửa chứa đựng sự yêu thương của quý thầy, sự quan tâm của anh chị ban hướng dẫn, sự tin tưởng của quý vị phụ huynh đoàn sinh đã gửi gắm con em sinh hoạt tại đơn vị. Ngọn lửa của lòng nhiệt thành, hăng say với lý tưởng sẽ luôn soi sáng và thức tỉnh toàn thể anh chị em áo đan Đức Minh khi gặp gian truân thử thách. Xin được mời bác gia trưởng, anh chị viên đoàn trưởng cùng các anh chị viên trưởng đại diện cho các đoàn sẽ cùng tiến lên thắp bánh cho vị nghi thức đưa lửa con đèn tiên được trân trọng kính mời các anh chị.
Kính bạch trên giáo đức Hòa Thượng Viện Chủ Vua Hoàng Đức, kính bạch Thượng Tọ Cố Vấn Giáo Hoàng, kính bạch Chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính thưa quý anh chị, kiều khoe quý già cùng quý anh chị mai thiên chủ tọa buổi lễ. Kính thưa quý khán gia trường, quý anh chị đi toàn trường huynh trường các đơn vị bạn. Kính thưa quý bác trong đạo tràng chùa Hoàng Đức, quý bác trong ban bảo trợ, quý anh chị cụ đồng sinh cụ huynh trường, quý bác phụ huynh thân mến, buổi lễ đi tìm để học gì ta chu niên của gia đình Phật tử lên đến đây là hàng mạng. Chúng con xin thành kính tạ lễ di ân cường tọ của ban giáo hoàng cùng chư tôn đức đã đáp lại lời lời kiều tình của chúng con. Gia đình cùng nhau chung thân ai dưới đại sen sáng soi đời thắm hồng, ta ca mừng ngày xanh bao hăng hái, ánh hào quang rạng chiếu khắp núi sông, tay trong tay thân tình kết tiếng hát anh xuân tràn lan đầy gia đình trời về mình, tay trong tay xin nguyện quyết cố gắng tiến lên niềm tô đời huy hoàng cùng đoá sen. Để gia đình cùng nhau chung thân ái dưới đại sen sáng soi đời thắm hồng, ta ca mừng ngày xanh bao hăng hái, ánh hào quang rạng chiếu khắp núi sông, tay trong tay thân tình kết tiếng hát
anh xuân tràn lan đầy gia đình trời bên mình. Tay trong tay xin nguyện quyết cố gắng tiến lên kiếm tô đời huy hoàng cùng đó xem.